tiết lộ mức lương khủng của Thanh Thúy khi thi đấu cho câu lạc bộ Nhật Bản. Thưa quý vị, chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo TFU Bluetech ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản V-League 2023-24. Với việc là trụ cột của đội bóng, hiện tay đập Việt Nam đang được hưởng mức lương khoảng 250.000 đô la một mùa, tương đương 6 tỷ đồng tại TFU Bluetech. Đây là con số dù không thể so sánh với các ngôi sao đến từ các nền bóng chuyền hàng đầu trên thế giới đang nhận khi thi đấu ở châu Âu, nhưng đó cũng là mức lương cao nhất mà một vận động viên bóng chuyền Việt Nam từng nhận trong lịch sử.